Chào các bác nhé. Nay thì tôi giới thiệu cho các bác cái mẫu vòng san hô đen. Thì đây là một cái nắp vòng san hô đen mà khách đặt bên tôi này. Mẫu này thì bên tôi vẫn nhận làm khách đặt, nhưng mà bác này thì bác ấy yêu cầu là có cái giấy kiểm định. Thì bên tôi vẫn nhận là gửi đi làm kiểm định cho các bác nhé. Cái phí kiểm định thì các bác thanh toán trước cho bên tôi thì bên tôi sẽ gửi đi kiểm định. Bên tôi bao hàng kiểm định chuẩn san hô đen tự nhiên 100%. Đây các bác, kiểm định của IGG đó, Viện Nghiên cứu Đá quý và Vàng đó, rất là chất lượng nha các bác. Thì đây trên cái giấy này thì chúng ta sẽ có một vài cái thông số mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là cái đặc điểm của cái chuỗi này này, 18 viên, các bác nhìn thấy không ạ? Số lượng viên là 18, trọng lượng là 42,09 gram đó, và ở dưới là một số cái kích thước rồi màu sắc thứ này. Đó. Thì cái chúng ta chú ý đến cái kết luận này, bên này này các bác, đây là cái hình ảnh của cái vòng nhé các bác. Đó, cái kết luận này, san hô đen tự nhiên, chữ ký của giám đốc các bác nha. Đó, có mã vạch luôn. Cái này các bác có thể check ở trên cái web của họ luôn. Đây này, nó có mã này đó, Viện Nghiên cứu Đá quý, nó có mã số Lature Black Core, tên tiếng Anh của san hô đen đấy các bác. Thì cái mẫu này hay bất kỳ các cái mẫu khác đều có thể kiểm định ra giấy chuẩn san hô tự nhiên nhé các bác muốn hay không thôi, chứ còn thực sự thì san hô đen tự nhiên thì là hàng chuẩn rồi. Ví dụ như cái anh này là anh ấy đặt cái vòng 16 ni nhưng mà không cần yêu cầu kiểm định các bác ơi. Không cần kiểm định làm gì cho vừa, thứ nhất là vừa mất công, mất thời gian chờ đợi, mất tiền nữa. Đó, mất tiền ra cái giấy này. Thì ra cái giấy thì cho nó yên tâm thôi, chứ còn thực ra thì mình dùng thì mình cũng chả cần thiết về cái giấy này để làm gì cả. Chủ yếu là để chứng minh hoặc là mình cần gửi đi nước ngoài hoặc là như nào đấy thôi thì mới cần cái giấy này các bác nhé. Để gọi là lòng tin thôi mà, chủ yếu là lòng tin nhau là chính, chứ còn cái tờ giấy thì nó cũng chỉ là cái tờ giấy thôi các bác. Tất nhiên thì tôi vẫn phải gửi đến tận nơi IGG, Viện Nghiên cứu Đá quý, để người ta kiểm định cho mình và ra cái giấy này có cái chữ ký quyết định của giám đốc, viện trưởng đó. Thì ở đây thì tôi có mấy cái chuỗi, tất cả các loại san hô đều kiểm định được nhau các bác. Đá quý, san hô, phách đều kiểm định được, riêng gỗ thì chưa có chỗ nào kiểm định các bác nhé. Riêng cái loại gỗ, các cái loại gỗ như trầm hương, đàn hương hay hoàng đàn hay là xưa hay là vương mộc tử đàn hay là nu ngọc am, nu huyết long, nu bách xanh, nó không kiểm định gỗ đó, mà chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm của những chuyên gia như là mộc hương xốp đó. Bên tôi là làm rất là lâu năm trong nghề rồi, cho nên là các bác nào mà có nhu cầu mà muốn phân biệt gỗ gì thì các bác cứ gửi cho tôi. Tôi là chuyên về những cái loại gỗ quý như là đó, những cái loại gỗ mà hương thơm, rồi chuyên về những cái loại gỗ mà nhiều tinh dầu. Thì các bác cứ gửi cho tôi thì để tôi phân biệt giúp cho. Hoặc các bác định mua hay là trước khi mua hoặc là mua rồi thì các bác cứ gửi cho bên tôi là tôi sẽ phân biệt giúp cho các bác nha. Rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Và hy vọng là các bác sẽ được mua được những cái sản phẩm ưng ý tại một hướng shop nha. Cảm ơn các bác.